Covid cũng như là sự khó khăn trong cái kinh tế, chắc là chúng ta đều thấy là cái việc học của các con kỹ năng vô cùng quan trọng. Chính vì thế 2021 không biết bố mẹ đã có kế hoạch dạy kỹ năng gì cho con chưa? Trong 2021 các thầy cô Super Brain Ba Đình, các thầy cô Super Brain Long Biên sẽ dành cho các con một món quà, đó chính là món quà về kỹ năng thông qua chương trình hội chợ Tết Đong Đầy, Tết Yêu Thương. Chúng mình sẽ được bán những món đồ mà chúng mình cùng bố mẹ chuẩn bị, đồng thời mình sẽ được trao đổi những món đồ, ví dụ như là đồ chơi, sách vở, đồ dùng và những món ăn vô cùng là bổ ích, thơm ngon và bổ dưỡng. Và thêm vào đó, chúng mình sẽ được trải nghiệm các trò chơi dân gian này, chúng mình được viết chữ thư pháp cùng với ông đồ, và chúng mình được vẽ những bức tranh xinh đẹp và bán đấu giá để làm từ thiện nữa. Ngoài ra, chúng mình còn được đứng lên sân khấu biểu diễn tiết mục của chúng mình đã thành công chuẩn bị. Dưới đó thì bố mẹ và các bạn sẽ được chiêm ngưỡng chúng mình tự tin tỏa sáng trên sân khấu thế nào. Ngoài ra thì các bạn sẽ được hiểu hơn về Tết cổ truyền và thêm yêu thích về Tết cổ truyền hơn nữa đấy. Thông qua việc bán hàng, con sẽ được 3 bài học. Thứ nhất, đó là làm sao để có thể kiếm tiền. Thứ hai, sử dụng đồng tiền như thế nào cho hợp lý. Thứ ba, trích một phần nhỏ số tiền của mình để làm từ thiện, giúp đỡ các bạn nhỏ kém may mắn hơn mình. Hội chợ Tết Đong Đầy Yêu Thương chia sẻ, đây là một hội chợ vô cùng ý nghĩa mà bố mẹ và trung tâm Super Brain đã dành tặng cho các con. Mừng năm mới sắp đến và năm cũ đã qua, vậy thì bố mẹ còn chần chờ gì nữa mà không đăng ký ngay cho các con tham gia hội chợ đi ạ. Nhớ là rủ thêm của bạn bè của mình.